làm anh đua. Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thăm u đêm ngục tù non nước, cháy bùng lên lửa cương quyết và tung gông xiềng. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây la, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi, đốt thì đuốc tiên dòng bừng hùng khí cứu non sớm. Bùng bùng lên hơi đốt thiên soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thiên muôn đời tiếp nối. Sáng trong gió mưa mịt mù, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai lam sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều chưng dụng tiếng trống mê linh vang trời. Anh em ơi khắp cả dù phai phôi, mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau mang sương dòng anh hùng, sẽ bước đuốc thiên về rừng ngày mới giữa non sớm. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non nước, cháy bùng lên lửa cương quyết và tung gông xiềng. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây la, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi, đốt thêm đuốc tiên dòng bừng hùng khí cứu non sông. Bùng bùng lên hơi đốt thiên soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thiên muôn đời tiếp nối. Sáng trong gió mưa mịt mù, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đua, trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai lam sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều chưng dụng tiếng trống mê linh vang trời. Anh em ơi khắp cả dù phai phôi, mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau mang sương dòng anh hùng, sẽ mang đuốc thiên về rừng ngày mới giữa non sông. Trinh xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả cô chú bác, các anh chị và các em. Ngày đầu tuần thật là khỏe mạnh và bình an nghe. Trinh muốn hỏi cô chú bác và các anh chị với các em có khỏe không? Để Trinh nhìn coi những cái câu trả lời là khỏe hay đã, rồi Trinh mới trò chuyện tiếp với cô chú bác và các anh chị. Thời gian nó nhanh thấy sợ luôn. Mới đây thì đã bắt đầu một tuần mới rồi.
hai ngày qua trên không có livestream, nhưng mà trên cũng có lên ở trên những cái trang nhà rồi những cái tờ báo trên cũng theo dõi, trên cũng lúc nào cũng nhìn cô chú bác và các anh chị, mọi người đã rất là nhiều ý kiến đóng góp này nọ trên trang cá nhân Facebook. Rồi Trang cũng coi được tin tức này, tin tức nọ. Rồi cái Trang thấy là Trang cũng nôn gặp cô chú bác và các anh chị lắm. Tại vì cuối tuần thì Trang cũng ít có đi đâu á. Những lúc nghỉ, ngày nghỉ thì Trang chỉ ở nhà và đọc sách. Rồi relax, rồi ra giường, rồi nấu ăn, làm bánh vậy thôi à. Trang cũng ít có đi đâu lắm, cho nên cũng nôn gặp cô chú bác và các anh chị. Nhưng mà Trang cũng nghĩ là thôi để cho cô chú bác và các anh chị có thời gian đặng nghỉ ngơi, chứ Trang tra tấn hoài chắc chết. Có mấy bác nhắn là khi mà thấy Trang livestream xong á, thì Trang mới post cái livestream lên cái YouTube, thì lúc đó nó đã khuya rồi. Thì các anh chị, cô chú bác tưởng đó là Trang vừa live, nói là sao mà Trang live trễ dữ vậy. Thì thật ra Trang live xong thì Trang mới đem lên YouTube, cho nên Trang có giải thích vậy với mấy bác rất là thương, nói là con phải giữ gìn sức khỏe, chúng ta phải đấu tranh lâu dài. Trang rất là cảm ơn những lời dặn dò của cô chú bác và các anh chị với các em. Có một điều là Trang cũng mong nó đừng có lâu dài. Tại vì Trang mong là cái chế độ đảng cộng sản này nó sụp sớm sớm cho dân mình không có khổ nữa, chứ còn nói lâu dài thì nghe Trang không thích lâu dài đâu. Thật sự là vậy, đừng có dài quá nữa, đủ rồi, đã cũng đã quá dài rồi, cả kiếp con người, cả đời người, nhiều người phải sống rất là khổ sở dưới cái sự kìm kẹp của một cái chế độ thối nát này. Trang rất là biết ơn cô chú bác và các anh chị lúc nào cũng nhắn Trang là hãy giữ gìn sức khỏe, nhưng mà có một điều là Trang mong nó đừng có lâu dài. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc đó chỉ có mà hát cho cô chú bác các anh chị nghe, rồi chia sẻ những cái niềm vui, hoặc là cùng nhau bắt tay để mà xây dựng quê hương, thì Trang nghe vui hơn là đấu tranh lâu dài. Tại vì đủ dài rồi, nó quá dài rồi, phải không cô chú bác và các anh chị? Thì mấy ngày cuối tuần thì Trang cũng để cho bác Út Bạch Lan nghỉ ngơi, chứ không có dám phiền bác. Nhưng mà bác rất là thương, với một cái tinh thần của một người cựu gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Nên cô chú bác các anh chị biết không, đầu tuần thì bác Út Bạch Lan cũng gửi cái trách nhiệm. Trang nói trách nhiệm vậy thôi, chứ bác Út lúc nào cũng quan tâm, quan tâm cái chương trình của Trang, cũng như quan tâm cô chú bác và các anh chị với các em. Mặc dù bác cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà Trang nhìn thấy cái tinh thần đó, và đó cũng là một cái động lực cho Trang, cũng như là cô chú bác và các anh chị lớn tuổi mỗi lần nhắn cho Trang đó, động viên và khích lệ đó, thì đó là một nguồn động lực rất là lớn cho cái tuổi trẻ của Trang, cũng như các em và các anh chị. Thì hôm nay bác Út cũng Út Vĩnh Lan đó cũng có một bài xã hội sự đầu tuần, và Trang chia sẻ với cô chú bác các anh chị ngay sau đây đây, để Trang nhìn coi cô chú bác các anh chị có trả lời cái câu hỏi là cô chú bác các anh chị có khỏe không. Tại vì Trang muốn cô chú bác và các anh chị lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ, Trang nhận được trên cái comment nó chạy qua nhanh lắm, và Trang lâu lâu Trang liếc mắt được một cái thì Trang có thấy có anh nào nhắn đó 75 năm rồi. Dạ, thì Trang nói là chúng ta mong là cái con đường đấu tranh này nó không còn quá dài nữa, bởi vì nó đã quá dài. Nó phải sớm chứ, để cho dân mình không còn khổ nữa, và đất nước Việt Nam mình xây dựng lại và văn minh tự do, chứ đâu phải vậy hoài. 75 năm rồi, có khi đời người sống không được 75 năm nữa, phải không cô chú bác và các anh chị? Cho nên nó đã quá dài. Và Trên mong là cô chú bác và các anh chị với các em cũng giữ gìn sức khỏe, để mà cùng với Trên lúc nào cũng nắm tay nhau để mình đi trên cái con đường này. Thì Trên có chia sẻ mấy lần trước đó, nếu mà con đường này nó không gian nan thì chiến thắng của chúng ta nó sẽ không có vinh quang. Cho nên không có sao, có thể là sẽ rất gian nan, nhưng bù lại cái chiến thắng đó sẽ rực rỡ và vinh quang. Quý bác và các anh chị hãy cùng Trang tin cái điều đó, bởi vì chúng ta
đang cùng nắm tay nhau đi trên con đường chính nghĩa. Thì không có gì vinh quang bằng cái con đường chính nghĩa cả. Cho nên có khó khăn cách mấy thì Trang cũng sẽ cố gắng vượt qua. Và cô chú bác và các anh chị cũng vậy ha, đừng có nản lòng. Mình cứ giữ nguyên cái lập trường và mình đi tới, mình đi thẳng, bước thẳng. Mình với một cái dáng dốc hiên ngang của một người lính, người lính thực thụ Việt Nam Cộng Hòa, là thà chết, thà hy sinh chứ không đầu hàng kẻ những kẻ tội đồ của dân tộc Việt Nam mình. Thì Trang xin chia sẻ cái bài xã sự của bác Út Bạch Lan. Trang thích kêu bác là Út Bạch Lan, tại vì chị nghe cái từ đó dễ thương quá. Chứ nếu đúng là phải kêu bác là bác Trương Văn Út, nhưng mà bây giờ mình quen rồi, trên kêu là Út Bạch Lan luôn. Hôm nay xã sự tôi nói về cái đề tài là chọn lựa. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức 2 ngày vào ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Đây là buổi họp luân phiên hàng năm của 10 thành viên chính thức gồm có Việt, Miên, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, riêng Papua New Guinea thì và Đông Timor thì là quan sát viên của hiệp hội. Hàng năm họ họp một lần và lần này 2020 là kỳ họp thứ 35 hay 36 gì đó. Họp tới, họp lui, họp xuôi, họp ngược cũng chỉ loanh quanh mấy cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua những cái sáng kiến chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm để củng cố nền tảng cho một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình của các quốc gia Đông Nam Á. Thứ hai là thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua tôn trọng cái công lý và pháp quyền trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Thứ ba là thúc đẩy hợp tác tích cực và hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và hành chính. Rồi thứ tư là hỗ trợ nhau dưới các hình thức đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật, hành chính. Đến thứ năm thì là hợp tác hiệu quả nhằm để sử dụng tốt hơn ngành nông nghiệp, công nghiệp, mở rộng thương mại, bao gồm việc nghiên cứu các vấn đề liên quan tới thương mại hàng hóa quốc tế, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và cuối cùng là thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á và duy trì hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự, và tìm kiếm các phương thức để có thể hợp tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức này. Thì năm nào cũng có nhiêu đó, xào đi xào lui, rồi thúc đẩy miết, rồi tất cả cùng nhau thúc đẩy vào cái tiệm bán dây chai lông dịch hết trơn. Trong khi ông OK Salam còng lưng ra để bảo vệ đường hàng hải cho họ. Đó là lý do tại sao lần họp này lại có mặt hai ông bộ trưởng ngoại giao của Tàu và Mỹ. Trong phiên họp vào ngày đầu khai mạc ngày 10 tháng 9 2020 thì tể tướng Dương Nghị của Hán Đế ôm loa phóng thanh tru tréo lên: nào là Mỹ là chính danh thủ phạm gây rối ren bất ổn an ninh cho các nước Đông Nam Á, kêu gọi các nước này phải đoàn kết lại và hợp tác chặt chẽ hơn mối quan hệ với Trung Hoa vĩ đại để chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ tuyệt đối chủ quyền của chúng ta. Ô hay, chúng ta là ai vậy cả? Trong khi đó, ông Ngoại trưởng Mike Pompeo thì từ tốn nhẹ nhàng hơn. Ông không có tố cáo ai hết. Ông cũng không có nhắc gì đến sự xung đột ngày càng leo thang, căng thẳng giữa Mỹ và nước Tàu Vi Yểu, mà ông chỉ đề cập đến việc Hoa Kỳ đang cấm vận 21 công ty thầu xây cất của China. Ông không cần giải thích dài dòng, mà không cần yêu cầu ai phải theo hay là không theo Mỹ hết trơn á. Ông để họ tự suy nghĩ và tự quyết định lựa chọn lấy. Quả thật là ông ngoại Pompeo xứng đáng là một quan khâm sai đại thần của Trump Mỹ đế. Cần gì mà phải giải thích, ngắn gọn đơn giản vậy đủ rồi. Nhưng lại là một tối hậu thư cho quý vị, hãy chọn lựa đi. Chọn tiểu, yêu, lưu manh, chúng mày cứ tiếp tục làm ăn buôn bán với những công ty mà Washington tao đang cấm vận, chẳng ai ngăn cấm bọn mày, heo nhà Hán để mà trục lợi và chơi ngu. Chỉ có một điều là tao muốn nhắc nhở chúng mày là trong hầu bao gian tham của chúng mày đang giữ là tiền đô la của Mỹ, của tao đó. Liệu hồn á,
Xạo sự, tôi đây không phải là một chính trị gia, chiến lược gia, lãnh tụ của các nước này lại càng không phải là một bình luận gia. Sợ cái mù rùa để tiên đoán quá khứ vị lai và xạo sự tôi chỉ là một dân khu cu đen, nghĩ sao nói vậy? Nói bậy nhưng tôi đôi khi cũng trúng đại vậy đó, trúng tùm lum tùm la, nói loạn xạ như bà già mắng gà, la dịch lại xuyên tâm liên vào cái huyệt tử nào đó. Các lãnh tụ 10 thành viên của 10 nước có mặt trong phiên họp hàng năm này, miệng thì cứ bổn cũ soạn lại, chớ không có cái gì mới mà hoàn hảo hết trơn á. Cổ võ thúc đẩy 6 điều khoản nói trên, nhưng thực chất trong lòng đang đánh lô tô. Riêng Việt Miên Lào thì đang rung cầm cập. Chọn bên này hay bên kia thì cũng không có ổn. Đứng chàng hãng thì cũng không xong. Trong cuộc chiến muốn đứng trung lập thì phải có thế và lực. Bài học của Norodom Sihanouk Campuchia chưa đủ để mà chiêm nghiệm hay sao? Thế của Campuchia bây giờ ở thập niên 1960-1970 là cái thế bị kẹp hông. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa, một bên là Thái Lan với sự hiện diện cả triệu quân Mỹ ở đó. Lực lượng của Miên Khmer thì le ngoe, lẹt quẹt, chưa có quân lính tin vào Khát Tha Bùa Ngải. Trận đụng trận thì chưa đánh thì đã chạy rồi, rồi tự xưng trung lập chỉ là anh hùng rơm, hữu dũng vô mưu. Cuối cùng thì Sihanouk muốn tự cứu phải chơi trò đu dây. Nay rút vào Nga, mai nhủi vào Tàu, đu qua đu lại, đứt dây rớt xuống cái tiệm ve chai Long Dịch lúc nào không biết. Thế của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay là cái thế bị sinh tử phù của Bắc Kinh qua miếng mồi tiền, cho không biếu không. Nào là xây dựng hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa giao thông, công kỹ nghệ, nhất là ngành điện tử, nhưng lại bị kiềm chế dưới con mắt cứu vợ của đệ thất hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Có mắt thần soi thủng bóng đêm và dàn quả tiễn nguyên tử kè kè trong cái ống phóng chờ lệnh bấm nút khai quả. Hù thôi cũng vãi ra quần. Chiến tranh Trung Mỹ bằng quả tiễn, xe tăng, tàu bò tuy chưa xảy ra, nhưng tới lúc này tất cả 10 thành viên của hiệp hội này phải nhận ra rằng ai là con cọp giấy và ai là con sư tử thứ thiệt. Khi đại biến cố xảy ra thì ai là người thật có thành tín, có đủ lực để bảo vệ mình, hay là vẫn còn đi hai hàng để chờ cái gã ngu mới quyết định phù suy hay là phù thịnh. Tới lúc này họ phải hiểu chiến lược chuyển trục của Mỹ với mục đích gì. Mỹ hay Tàu trong lúc này quả là một sự lựa chọn rất là nhiêu khê khó khăn cho những tay chơi chính trị thiếu tầm dốc. Xét cho tận cùng thì tri kỳ lý thì quốc gia nào cũng muốn bảo vệ chủ quyền của mình, ngoại trừ thằng Việt Cộng. Hầu hết 10 quốc gia dùng Đông Nam Á đã có quá nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ thực dân. Không Tây Ban Nha thì Bồ Đào Nha, không Anh thì Pháp, tiếp nối là những bước chân cùng bàn tay tàn bạo của phát xít Nhật. Đệ nhị thế chiến chấm dứt, thực dân chiếm hết thì thế lực Mỹ bao trùm cả Thái Bình Dương. Tình hình nội chính của mỗi quốc gia đều có những thế lực bên ngoài nhúng tay vào mà chúng ta thường gọi là bàn tay lông lá. Không Mỹ thì Nga, nay thì tới Tàu. Cho nên họ như một cái con chim sợ cành cây cong. Nhất là Việt Miên Lào can dự vào cuộc chiến tranh Đông Dương sắp tới, sẽ theo Tàu dám chống Mỹ, gây ân oán sâu đậm với Mỹ, là để bị ăn những loại vũ khí tối tân mà chưa có nước nào biết được. Riêng tình huống Việt Nam thì bọn Ba Ke, Hà Nội chỉ có cách duy nhất là treo cờ vàng ba sọc đỏ lên cái nóc lăng Ba Đình, quả chăng thì được tha bớt tội. Philippines thì bài học Tổng thống Marcos còn chưa có ráo mực, Thái Lan thì quân đội đảo chánh như cơm bữa, cũng bởi những bàn tay lông lá ở đâu đâu đó. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng chua chát nói, chơi với Mỹ thì khó, làm kẻ thù của Mỹ tốt hơn, làm bạn với Mỹ. Tốt hay xấu là tùy thuộc vào mối liên hệ lịch sử dài lâu của hai đối tác, chứ không phải là theo cái kiểu ăn theo, ở theo thì. Dù sao thì các nước Đông Nam Á cũng có mối quan hệ lịch sử lâu đời với Trung Cộng qua làn sóng di dân của người Hoa từ lâu đời, ảnh hưởng rất sâu đậm nền văn hóa triết học phương Đông của nòi Hán, như là Phật theo Hán Tạng, Khổng Tử và Lão Tử. Nếu chọn tọa sơn quan hổ đấu là khá đúng. Nhưng liệu họ có đủ thế lực để leo lên núi vàng ngơ ngác, leo lên núi lánh nạn, để rồi phải ăn nói sao đây với bên thắng cuộc khi cuộc chiến tranh chấm dứt? Với Nga thì ok,
châu Âu, Úc Châu thì cũng ok. Các quốc gia Đông Nam Á thì cần phải xét lại. Bài toán khó giải quyết chứ không phải nói khơi khơi rồi bỏ. Quyết định sai lầm lúc này sẽ đưa đến hậu quả là nai xào lăn. Con cọp nào thắng trận cũng sẽ sơi tái những con nai vàng ngơ ngác, đứng chẳng hạn trong lúc họ đánh nhau sống chết. Dù có nổ súng hay không, cuộc chiến của Mỹ Trung đã đến hồi quyết liệt ăn thua đủ rồi. Ai ghét Trump, chống Trump, chửi Trump thì cứ theo tập Hán Đế là nhạc mất quần. Thời đại đang kim chủ tịch ngũ nhạc kiếm phái, hắn luôn tự xưng mình là chính giáo, còn riêng xạo sự tôi thì cứ bám miết vào giáo chủ Ma giáo Nhật Nguyệt, thần giáo Nhậm Ngã Hành để luyện hấp tinh đại pháp, rồi cùng thánh cô Nhậm Danh Danh tiếp tục lên núi luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ai thắc mắc thì xem lại cái lúc Dương Quá và cô tiểu yêu nữ đang luyện nội công này, không hấp dẫn, không ăn tiền ấy nha. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết thì sẽ sống, mà biết thế nào, làm sao để biết Mỹ? Đó là một câu hỏi không có dễ để có câu trả lời. Tôi, Úc Bạch Lan, kính chúc quý vị ngày đầu tuần luôn bình an và an lạc. Rồi, cô chú bác, các anh chị có nghe Chen nói có rõ không? Rồi, Chen rất là cảm ơn cái bài sạc sự của bác Úc Bạch Lan. Và Chen thấy rất là hay, Chen thích cái câu gì của chú bác và các anh chị biết không? Chen thích là dù có nổ súng hay chưa, cuộc chiến của Mỹ Trung đã đến hồi quyết liệt ăn thua đủ rồi. Chen thích cái câu này. Bởi vậy cô chú bác và các anh chị biết không? Theo như tình hình từ đầu tới bây giờ á, mình đã cùng nhau mình ngồi trong những cái diễn đàn và cũng như mình theo dõi các diễn đàn khác của các anh chị về tình hình về Mỹ Trung đó, thì cô chú bác các anh chị Chen cũng nhìn thấy là rõ ràng đây là một cái chiến lược cũng như là một cái bàn cờ mà Mỹ đã đặt ra rồi, thì khó mà những cái con cờ nào mà có thể rớt xuống khỏi cái bàn được, và chỉ có chọn lựa mà thôi. Và quý bác các anh chị thấy không, ai ghét Trump, ai chống Trump, ai chửi Trump, rồi ai bên phe nào thì đã tới lúc chúng ta phải quyết định và lựa chọn. Và Chen rất là thích cái giai đoạn này, và Chen cảm thấy là mình cũng may mắn đó chứ, mình cũng may mắn là mình sống một cái giai đoạn sẽ đi vào lịch sử đó của chú bác và các anh chị, chứ không phải là đơn giản đâu. Và chúng ta cùng nhau để chờ cái ngày đó. Trên có linh tính là nó không còn lâu đâu. Và cô chú bác các anh chị, dạ nghe rõ ha. Trên nhận được cái lời comment là rõ, là trên vui rồi. Thôi để mình kiếm bài hát hát cho cô chú bác và các anh chị nghe. Cái bài hát lúc mà Chen hát đầu tiên á, là cái bài hát Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, sáng tác của cô Nguyệt Ánh. Chen cũng có hát nhiều lần và Chen thích cái bài hát này, nhất là những cái câu giống như là anh em ơi, xin hãy làm ánh đuốc. Chen thích lắm. Chỉ có ánh đuốc không? Mình chăm ngồi cho nó lửa nó bùng lên. Đó, đất nước Việt Nam đang cần cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa chính nghĩa, cái ngọn lửa của những người thật sự là yêu nước, thương dân. Và cô chú bác và các anh chị biết, tại vì đất nước Việt Nam mình không may mắn là đã rơi vào tay của một cái lũ khỉ rừng bắt bó đảng Cộng sản, cho nên mới ra nông nổi. Chứ nếu mà cái lũ này nó được diệt đi thì Chen tin chắc là đất nước Việt Nam mình rất là nhiều người tài giỏi, và đất nước mình sẽ được xây dựng lại, và thế nào cũng là tự do văn minh như là Chen đang được hưởng đây. Mình phải tin cái điều đó. Bây giờ Chen hát bài cho cô chú bác các anh chị nghe nha. Chen cũng không có, để coi Chen thường thường ưa mở màn bằng mấy cái bài vui vui, mà cô chú bác các anh chị biết không, bữa nay Chen cũng hơi bận lắm. Cái lúc mà Chen ngồi lựa bài hát á, Chen thấy toàn là bolero không. Chen cũng ráng kiếm những cái bài nó có cái chất vui vui một chút á. Nhưng mà cô chú bác các anh chị thấy bài nào vui thì cũng có thể góp ý cho Chen ha. Tại vì có khi Chen biết cái bài hát mà cái tựa không nhớ. Cái thời bây giờ á, mình nghe đĩa, rồi mình nghe trên Bluetooth. Mình lên xe, mình lái xe, cái mình nghe, cái mình không biết cái tựa là cái gì trơn. Nên nhiều khi cái bài hát thì nó quen lắm, mà cái tựa thì không có biết. Thôi Chen hát bài cũng không có sến súa, mà rất dễ thương. Nếu một ngày của nhạc sĩ Khánh Băng, cho cô chú bác các anh chị nghe, gửi đến
các tình yêu của Jen. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày
Chen hát một bài cha 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 đầu tuần cho nó không khí nó xôm xôm chút. Cô chú bác và các anh chị biết không, trong cái lời bài hát nó có cái câu là nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé. Thì Chen cũng nhắc với cô chú bác và các anh chị, nếu một ngày không có Chen thì cô chú bác và các anh chị các em đừng có quên Chen nha. Xin hiểu cho tôi, tôi rất là yêu cô chú bác và các anh chị với các em. Và cô chú bác các anh chị biết không, lúc mà Chen còn sống ở bên Việt Nam á, thì Chen cũng vào trường học và Chen học những cái trang lịch sử dưới cái chế độ Đảng Cộng sản á. Thì lúc đó cô chú bác và các anh chị biết không, Chen cũng rất là căm thù nước Mỹ. Bởi vì Chen thấy tại sao trong những cái trang lịch sử họ dạy chúng ta căm thù Mỹ, bởi vì nói là Mỹ vào xâm lược nước Việt Nam và bọn Mỹ ngụy rất là tàn ác, ăn cả thịt người này nọ đó. Và lúc đó Chen từ nhỏ Chen đã có một cái lòng yêu quê hương, yêu cái làng quê của mình gắn bó với mình từ tuổi thơ. Và Chen nghe những nghe mà cái giặc nào mà nó giàu nó xâm chiếm đất nước hoặc là nó giết dân á là Chen bực lắm. Từ đó còn nhỏ xíu à, Chen mới nói là tại sao tụi bay lại vào để mà giết dân tao, tại sao tụi bay lại vào để cướp đất nước tao gì đó. Thì cô chú bác và các anh chị, Chen về Chen cũng nói với cha mẹ là cha mẹ ơi, con bực quá, bữa nay con học cái trang lịch sử là nói về Mỹ vào thảm sát người dân của mình, con bực lắm. Cái lúc đó Chen có một sự căm thù và Chen ghét nước Mỹ lắm. Và ba của Chen thì nói là lịch sử là cả một cái vấn đề mình phải tìm hiểu và phải học, chứ không đơn giản là cô giáo, thầy giáo nói vậy là nghe vậy đâu con. Và thật sự ba của Chen nói rất đúng. Và ba của Chen dạy Chen được một bài học là chúng ta phải tìm tòi, phải chịu học hỏi những người xung quanh, cũng như ông bà, cũng như là những cái trang lịch sử mà chân thật. Chứ không phải người ta dạy mình gì, người ta nhét cái vô đầu mình cái gì là mình nghe cái đó, thì cái đó là mình như cái cổ máy rồi. Có thể là giống như hồi xưa là mình học cái kiểu học dạc á, cô chú bác và các anh chị, học dạc là thầy cô giáo dạy mình cái kêu mình về học thuộc lòng rồi nhét cái đầu của mình, rồi mình lên mình trả bài thì mình cũng đọc roi y chang vậy, cái mình được điểm mình đi xuống, mình không có hiểu, không biết gì cả, cũng không biết nó là sự thật hay không. Đó là cách học dạc. Và tới bây giờ Chen cũng nhớ lại cái thời đó, và cứ Chen ham học lắm, cho nên thức khuya dậy sớm để mà học thuộc lòng những cái trang lịch sử đó. Tới bây giờ Chen nhớ lại và Chen vô cùng cảm thấy là tự Chen căm phẫn cái bản thân của Chen, bởi vì Chen quá khờ để mà học cách học dạc như vậy, học thuộc lòng để đối phó điểm đó. Coi chú bác và các anh chị không có muốn mình thua sút bạn bè, cho nên mình cứ ráng mình học thuộc lòng thôi. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ, cho nên bây giờ Chen vô cùng may mắn là ít ra mình cũng đã được sống trong một cái xã hội tự do, văn minh. Và kênh truyền thông thì mạng truyền thông thì là đa chiều đó, và cởi mở, chứ không phải mình sống trong một cái đất nước là độc tài toàn trị, người dân không có quyền, cũng không có cái gì để tìm hiểu, nó chặn hết rồi. Những cái trang thông tin mạng cũng bị ngăn bởi những bức tường lửa, cũng y chang như thằng Tàu Cộng vậy đó. Người dân không có được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và chỉ nhồi nhét những cái thứ tuyên truyền láo của chế độ Đảng Cộng sản từ ngày này qua ngày nọ, cho nên nó đã khắc vô não, vô bộ não của những đứa bé từ nhỏ rồi. Cho nên bây giờ mình thấy nhiều người, trong khi cô chú bác và các anh chị với các em cùng với Chen đưa lên những sự thật, nhưng mà khó có phải là không phải ai cũng chấp nhận cái sự thật đó, bởi vì họ đã bị nhồi nhét quá lâu rồi. Và mình cũng hiểu một điều là chắc cần phải take time, tức là phải cần có thời gian để từ từ, nếu mà may mắn thì họ sẽ tìm hiểu và họ hiểu ra được đến một cái sự sáng suốt của họ. Còn nếu mà họ đã cố tình không hiểu và không chấp nhận sự thật thì đó quả là một điều thật đáng tiếc cho một kiếp người. Cho nên tới giờ này cô chú bác và các chị thấy đó, có những cô chú rất là lớn tuổi, trong khi đó một bên thì đã thông suốt và hiểu được đâu là sự thật và ủng hộ những giới trẻ như Chen đây lên tiếng cho quê hương. Nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người cũng đã sống tới giờ này là đầu hai thứ tóc, nhưng vẫn còn gọi là trung thành với đảng và tin tưởng vào một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mơ hồ, không có thật, diễn dông. Họ vẫn tin điều đó cho đến giờ này, họ đã gần đất xa trời
mà họ vẫn đặt lòng tin vào đảng, thì cái đó là hết thuốc chữa. Và cho anh thật đáng tiếc cho cái kiếp người đó. Cho anh chia sẻ với cô chú bác điều này, bởi vì vấn đề mà cho anh sắp nói tới đây là cho anh nói về cái nguyên nhân của thảm sát Mỹ Lai. Ngày trước khi mà cho anh tìm hiểu lịch sử đó, lúc mà cho anh còn bên Việt Nam á, cho anh cũng học những trang sử này và nêu lên cái tội ác của Mỹ rất là tàn bạo. Tức là trong dưới cái chế độ đảng Cộng sản thì chúng tuyên truyền rất giỏi, giỏi nhất là tuyên truyền thôi. Đa số là cái gì láo xạo thì nó sẽ tuyên truyền rất là nhiều để nó nhồi nhét. Cứ mỗi ngày mà cô chú bác và các anh chị sống ở bên Việt Nam vừa xách một chiếc xe Honda chạy ra cửa thì thấy treo một cái băng rôn là giống như là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, ví dụ vậy. Rồi cái chạy tới cái đầu hẻm kia cũng thấy là khu phố văn hóa, rồi chạy tới đầu kia thì thấy là đảng vinh quang muôn năm gì đó. Cứ lòng vòng trong một cả một đất nước toàn là treo những cái băng rôn như vậy. Thì đó là cách tuyên truyền nhồi sọ. Chỉ có những nước xã hội chủ nghĩa nó mới có cái cách tuyên truyền đó. Nếu mà chúng ta được sống trong một cái xã hội tự do và văn minh sẽ không có cái chuyện là treo băng rôn để mà tuyên truyền đâu, quý bác và các anh chị. Cho nên đây cũng là một dịp để cho anh chia sẻ một cái sự thật. Và cho anh từng nói quý bác và các anh chị, chúng ta phải sống theo đúng cái suy nghĩ và những cái hiểu biết và chính nghĩa của một con người, chứ không phải như là bây giờ Chen đang sống ở nước Mỹ là Chen lên tiếng binh nước Mỹ. Không phải. Không lẽ bây giờ mình đang sống bên nước Pháp thì mình lên tiếng mình bên vực nước Pháp thì mình chửi nước khác? Không phải, mình không phải là như vậy. Và chúng ta phải nhìn sự thật để mà có một cái nhận định chính xác, để cùng nhau chia sẻ cái điều đúng đó cho những người còn chưa hiểu. Chứ không phải là anh đang sống bên Việt Nam thì anh khen Việt Nam, tôi sống bên Mỹ tôi khen nước Mỹ, và cứ hai người cứ lo chửi nhau qua lại, anh khen nước anh tôi khen nước tôi, là không phải. Chúng ta phải nhìn vào sự thật. Nếu như nếu mà cái đất nước Việt Nam dưới cái chế độ đảng Cộng sản á, mà nó lễ cho người dân được ấm no hạnh phúc và con người có tự do, có nhân quyền á, và đất nước phát triển á, thì sẽ không một ai có thể nói được, phải không cô chú bác và các anh chị? Nhưng sự thật nó đâu có như vậy. Và chúng ta chỉ sống và biết là sự thật là lúc nào cũng sẽ là sự thật và không có thể thay đổi được sự thật. Còn cái sự mà dối trá lấp liếm thì giống như một cái kim trong bọc, có ngày nó sẽ lòi ra thôi, không có giấu được lâu. Dù cho thời gian bao lâu thì cũng là dối trá, là dối trá, chứ không bao giờ từ dối trá mà thành sự thật được. Đó là cái sự nhìn nhận của bản thân Chen, và Chen tin là cô chú bác và các anh chị, những người hiểu biết, những người có kiến thức, những người có học thức rộng sẽ hiểu được ý của Chen đang nói. Chúng ta phải nhìn vào sự thật để sống, chứ không phải là tôi đang sống ở nước này tôi khen nước này, tôi chê cái nước của anh. Không phải như vậy. Nếu mà Chen tìm được cái gì hay ho trong đất nước Việt Nam dưới chế độ đảng Cộng sản, Chen cũng khen cô chú bác và các anh chị. Và cũng như lần trước Chen cũng có khen vậy, Chen khen những người có tình có nghĩa trong cái đất Sài Gòn, con người miền Nam của mình sống có tình có nghĩa, biết giúp đỡ người này người kia. Đó là cái tình đồng bào. Còn cái đó là người dân Việt Nam, khác hoàn toàn với đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là hai cái khía cạnh khác nhau, và Chen không có bây giờ mà gom chung lại được. Người dân Việt Nam của mình dù sao, cô chú bác các anh chị thấy đó, Chen sống là từ nhỏ dưới quê, đồng quê ruộng đồng, nghèo khổ. Nhưng vì sao mà cái tình nghĩa đồng bào nó vẫn thấm đẫm ở trong con người của Chen? Là tại vì người dân miền Nam mình sống có tình có nghĩa. Mặc dù nghèo khổ, ngày xưa nhà của Chen đói không có gạo ăn, nhưng mà vì sao vẫn có cái tình đồng bào này, chứ không phải cái loại mà khát máu mang rợ của bọn Cộng sản Bắc Việt. Chúng đi tới đâu là dân khổ tới đó. Tại vì đó là một băng đảng cướp, cướp không còn cái gì cả, và cướp xong rồi còn bán nữa. Tức là sao? Là bán cả đất nước giang sơn của mình. Cho nên Chen cũng nhìn rất rõ ràng, và cái gì đúng là mình nói, và cái gì tốt mình dẫn lên tiếng, mình khen, và cái gì xấu là mình phải cùng nhau để mà chia sẻ cái điều đó, góp ý để mà sửa đổi cái đó. Chứ không phải là có nhiều người vô nói là, vô cái diễn đàn của mấy anh chị khác á, nói là tại sao sống ở nước Mỹ thì lo nước Mỹ đi, tại sao lo nước Việt Nam của tôi làm gì. Thì cô bác anh chị nghe là biết cái suy nghĩ của người đó nằm ở đâu rồi. Bởi vì Chen thường nói chúng ta dù có đi đâu, mặc dù Chen đang sống rất là sung sướng ở trên đất nước Mỹ, Chen được hưởng tất cả quyền lợi của con người,
Nhưng mà Chen vẫn là người Việt Nam thì Chen phải có tấm lòng yêu quê hương của mình và yêu những người máu đỏ da vàng của mình chứ. Chứ sao mình nói như vậy được. Và nếu mà quê hương của mình mà đang giàu mạnh á, còn người dân thì sống sung sướng á, phải không? Có quyền á, còn làm người á, thì cũng đâu có ai rảnh để mà ngồi nói, phải không cô chú bác và các anh chị? Nhưng nhìn sự thật có như vậy không? Không có. Vậy thì những người đó phải tự nghĩ ra rằng tại sao mình đang sống trong một cái nhà tù á, mà mình còn lên tiếng bên vực cho chế độ này, thì mình phải coi lại. Và Chen chia sẻ với cô chú bác và các anh chị nguyên nhân của cái việc thảm sát Mỹ Lai. Mãi tận lục địa ở Bắc Mỹ, vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ là Thomas Jefferson là người đã sáng lập ra cái đảng Democratic Republican Party, là một trong những người đã theo chủ nghĩa tự do và nhiệt thành lớn nhất của thời đại. Ông cũng là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ra đời vào năm 1776 đó, cô chú bác và các anh chị, đã công bố tư tưởng dân chủ và dựa vào đó là nền tảng dân chủ Hoa Kỳ được xây dựng và phát triển như một ngọn hải đăng soi sáng làm lý tưởng cho những ai yêu chuộng tự do và hiểu biết, ý thức đến những quyền căn bản của con người và lấy đó là một kim chỉ nam để mà tranh đấu phá bỏ, tháo cởi cái gông xiềng áp bức và hà hiếp, trói buộc thân phận con người thế cô, yếu đuối bị tước đoạt, mất những cái quyền tự do căn bản của con người và quyền mưu cầu hạnh phúc. Do vậy, nước Mỹ đã trở thành tiền phong để dẫn đầu cuộc cách mạng son trẻ, đụng chạm và xung đột với những nền tảng quyền lực, quyền lợi khối châu Âu, đã thu hoạch biết bao đặc quyền đặc lợi trên những quốc gia thuộc địa và khối cộng sản do Nga Tàu phát động. Phong trào cách mạng bạo lực đang trên đà phát triển nhân rộng, lôi cuốn theo nhiều quốc gia, ngã theo và Bắc Việt đã được vỗ béo, được yểm trợ tối đa về tài lực, vật lực, trong số đó là những vũ khí tối tân bậc nhất đương thời, trội vượt hơn cái hệ vũ khí do Mỹ quân viện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mãi cho tới khi Việt Cộng mở cái trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, chính phủ Mỹ mới tân trang cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa những cái vũ khí tân tiến tương đương như vậy. Mỹ thiết kế một cái chiến lược làm trục cho nhiều chu trình chính trị liên tiếp, tạo thuận lợi cho việc xây dựng một trật tự mới toàn cầu, New World Order, ngay sau đệ nhị thế chiến. Do đó người Mỹ đã chới với trước sự cạnh tranh công khai và ngấm ngầm của những quyền lực đang hồi phục ngay trong khối tự do mà Mỹ đã giúp đỡ. Những yếu tố không được tiên liệu này đã làm cho cuộc chiến Việt Nam kéo dài hơn thời gian hoạch định, phải đổ vào Việt Nam một số quân hơn dự trù, phải chi tiêu một ngân khoản vượt ngoài cái khả năng, kết quả của sự suy giảm kinh tế đưa đến sự chia rẽ nội bộ trầm trọng. Và từ sau The American Civil War 1861 tới 1865 như bối cảnh Gone with the Wind, 1936 novel tan tác đau khổ và chia ly, những người dân Mỹ thuần lương vẫn còn niềm tin vào tín ngưỡng thanh giáo như là Tin Lành, Đạo Cơ Đốc và các giá trị nền tảng gia đình Little House on the Prairie, thì như một khuôn mẫu lý tưởng hạnh phúc, họ sống quây quần bên ông bà cha mẹ, con cháu đoàn tụ dưới mái nhà rất là bình yên, giản dị và trong sáng hồn nhiên, bên những cánh đồng, bên những cái đàn cừu, bên những cái trang trại, và có ông bà lao động nhễ nhại mồ hôi gây dựng những cái chuồng trại chăn nuôi gia súc và trồng trọt hoa màu. Nước Mỹ bắt đầu trên đà tiến bộ và phát triển thịnh vượng, những cao ốc bắt đầu được xây dựng quy mô trong thành phố, những nhà máy chạy hết công suất với nhu cầu công nhân thợ thuyền đã bóc mẻ với thanh niên nam nữ ra khỏi trang trại hiền hòa mộc mạc. Giờ đây họ thi đua cật lực để làm việc cho những hãng xưởng để sản xuất ra những cái sản phẩm vượt trội và tân tiến, cung ứng cho thị trường và làm nên sự giàu sang thịnh vượng cho nước Mỹ như một phép lạ. Người dân Mỹ rất siêng năng và làm việc và hưởng thụ thành quả để hướng tới American Dream là có nhà, có xe, rồi tới du thuyền. Nhưng rồi khi giới lãnh đạo Mỹ đưa quân vào cuộc chiến Việt Nam, những thanh niên hiền hòa đã bị biến thành những chiến binh chiến đấu trên chiến trường khốc liệt ở một đất nước xa lạ. Với tất cả những gì hiểu biết ở học đường và quân trường đào tạo, họ rất khó nhận dạng và phân biệt được kẻ thù diệt cộng đang sinh hoạt
trộn lẫn với dân chúng trong thôn làng thuộc những vùng xa xôi và kém văn minh và sự kiểm soát của lực lượng quân đội miền Nam. Thì việc gì nó tới thì nó phải tới. Cái vụ thảm sát Mỹ Lai đã xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, chỉ hơn 2 tháng sau khi sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, một đại đội lục quân Hoa Kỳ có tên là Charlie được điều động đến thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ để truy lùng tiểu đoàn 48 của Việt Cộng sau khi bị thất bại trong trận Tết Mậu Thân, đã rút về và ẩn náu tại làng Sơn Mỹ này. Những ngày trước đó, khi mà đi tuần ngang thôn Mỹ Lai, đại đội Charlie đã liên tục bị bắn tỉa, bị đạp phải mình, rồi lọt vào cái hầm trong, khiến cho 23 người bị thương và 5 người đã bị tử vong. Theo lời kể lại của những binh sĩ đơn vị này thì họ vô cùng tức giận và tin chắc rằng người dân trong làng này đã che giấu và cộng tác với Việt Cộng để gây những cái thương vong cho đồng đội của họ. Lý do là khi được hỏi về hầm trong và những cái bãi mìn thì người dân Mỹ Lai bảo là không biết. Thế nhưng đại đội Charlie cứ liên tục bị đạp mìn và lọt vào những cái hầm trong, trong khi tất cả những nam phụ lão ấu trong làng đều được bình an vô sự. Trung úy Carly, chỉ huy đại đội lính Mỹ, đã bất bình với dân làng Mỹ Lai và tin rằng hầu hết dân trong làng là thân nhân của Việt Cộng hoặc là cán binh Việt Cộng lợi dụng cái vỏ bọc người dân quê ở trong làng để mà gài mìn và bẫy để bắn giết những cái toán quân của ông. Trung úy Carly tức giận ra lệnh cho binh sĩ đã bắn dân trong làng Mỹ Lai đang trong lúc cái toán lính Mỹ bắn giết dân thì từ trên không trung, người trung úy Thompson đã bay cái chiếc trực thăng US-1 để yểm trợ hành quân. Ông phát hiện hành động bất thường của những người lính của mình. Ông đã bay lao nhanh tới và áp lực ngăn chặn toán lính Mỹ để ngưng cái cuộc bắn giết bừa bãi này. Và ông quyết liệt nói với trung úy Carly là ông sẽ nổ súng nếu còn tiếp tục giết hại người dân. Cùng lúc, ông gọi về báo cáo với cấp chỉ huy. Toán lính Mỹ lập tức ngưng lại và Thompson đã tức tốc đáp xuống và cấp cứu người dân đi tới bệnh viện. Hậu quả của vụ Mỹ Lai đã được các giới truyền thông, báo chí, phản chiến, thân cộng và Hà Nội đã khai thác triệt để, họ lợi dụng để tuyên truyền về tội ác của quân đội Hoa Kỳ trên chiến trường miền Nam mà không hề đề cập tới nguyên nhân để dẫn đến việc quân Mỹ đã bắn giết vào người dân ở làng Mỹ Lai. Chúng ta phải tự hỏi, những người bị sát hại có phải hoàn toàn là thường dân hay không? Làm sao có thể khẳng định họ là thường dân khi mà bọn Việt Cộng điếm đàn luôn mặc quần áo thường dân và trà trộn vào những người dân? Người già, phụ nữ, trẻ em trong làng có vô tội không? Làm sao có thể khẳng định họ không phải là Việt Cộng? Bọn Việt Cộng đã tận dụng những trẻ em nhỏ rồi tới những bô lão để tham gia tất cả những thủ đoạn để giết lại quân đội người Mỹ. Còn lại, những người không trực tiếp tham gia đấu tranh nhưng luôn trợ lực để che giấu, nuôi dưỡng và tiếp tay cho Việt Cộng bằng cách vót chông, đặt mìn bẫy, gài lựu đạn để giết hại những người lính quân đội miền Nam và những quân đồng minh của Mỹ thì có vô tội hay không? Lại nữa, khi tham chiến thì những cái cán binh Việt Cộng thường không mặc quân phục. Khi bị rượt đuổi thì chúng chôn giấu vũ khí đi rồi lẫn trốn trà trộn vào dân, lấy dân làm bia đỡ đạn cho chúng. Theo các báo cáo của các cấp chỉ huy quân đội Đại Hàn có căn cứ trấn đóng tại cái vùng Quảng Ngãi đi về cho Trung tướng Chi Mun Sin và Đại tướng Lee Sa-hu, tư lệnh lực lượng Đại Hàn tại Việt Nam và Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì đơn vị của họ thường bị các cán binh Việt Cộng xuất phát từ vùng Mỹ Lai tấn công họ. Chúng ta không xảo biện để che đậy sự việc những binh Mỹ đã thảm sát dân thôn làng Mỹ Lai. Đương nhiên là phải đáng bị lên án và đưa những người tội phạm ra xét xử công minh. Nhưng kẻ đáng bị lên án chính là Cộng sản Việt Nam và những thế lực của các quốc gia châu Âu đã bị Mỹ áp lực để mà giải thực, phải trao trả thuộc địa mà họ đã xâm chiếm từ cả thế kỷ qua, đã to rập với nhau để xẻ thịt nước Mỹ. Chính họ đã lợi dụng sự việc Mỹ Lai này để dàn dựng và làm tăng thêm thảm kịch của Mỹ Lai. Thực chất,
những binh sĩ Mỹ và những nạn nhân làng Mỹ Lai chẳng khác gì những người diễn viên, có nhiều chất xúc tác để cho họ lợi dụng trên trận chiến tuyên truyền với ý đồ mang trá, quyết hãm hại chính quyền miền Nam và Mỹ. Trong khi bọn Cộng sản Bắc Việt đã giết hại hơn 600.000 nạn nhân trong cái cuộc cải rách ruộng đất, chứ không phải là 172.000 như Việt Cộng tuyên truyền đâu, cô chú bác và các anh chị. Số lượng của Liên Hiệp Quốc người ta thống kê ra được là tới 600.000 người trong cuộc cải cách ruộng đất lận. Còn cái số lượng 172.000 đó là của Việt Cộng. Vào năm 1953 đến 1956 đó, các cán binh Bắc Việt đã bắn, giết, đập đầu nạn nhân bằng cuốc xẻng và chôn sống hơn 6.000 những người thường dân vô tội trong cuộc Tết Mậu Thân năm 1968 tại Huế, và nhiều cuộc thảm sát tàn bạo khác ở miền Nam do cái đám cán binh Việt Cộng gây ra. Thì vụ thảm sát Mỹ Lai thua xa về tầm vóc, về cả tính tổ chức và kế hoạch. Nhóm binh sĩ Hoa Kỳ này đã gây ra vụ thảm sát trong lúc nhất thời nóng giận và quá cuồng, vì bị những họng súng từ trong làng bắn vào binh sĩ của họ và quân đội của họ. So với tính chất trong các cuộc thảm sát của Việt Cộng có kế hoạch, tổ chức và được chỉ thị của lãnh đạo đảng Cộng sản rất man rợ. Vậy, vụ việc gọi là tội ác của lính Mỹ thảm sát Mỹ Lai nào có là bao? Chúng tôi là những người trong nhóm Việt Nữ Hoa Tự Do lên tiếng tố cáo bọn truyền thông thiên tả gian manh đã lợi dụng việc Mỹ Lai để mà hãm hại Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh là Mỹ trong cái thời gian qua. Trên mong là cô chú bác các anh chị nghe rõ những cái gì Trên vừa chia sẻ, và đó là lý do vì sao mà Trên chia sẻ với cô chú bác cái thông tin này, bởi vì chính bản thân Trên cũng đã bị cái sự dối trá tuyên truyền lừa bịp của cái bọn Việt Cộng thật là điếm thúi và điếm đàng. Thì cô chú bác các anh chị nghĩ đi, nếu mà bây giờ Trên đặt Trên là cái người lính Mỹ trong cái thời gian đó, khi mà bước vô cái làng đó thì bị bọn Việt Cộng nó giả dân thường để nó bắn vào quân đội của mình, thì mình sẽ làm cái gì? Và mặc dù cô bác các anh chị thấy không, một cái người tướng khi mà cái ông Colley, hồi nãy cho anh có chia sẻ đó, và đã được một cái người cấp chỉ huy cao hơn là kêu phải ngưng cái chuyện đó lại, tức là vẫn cản không có được bắn vào dân thường, mà trong khi đó các anh lính nào biết đâu là dân thường và đâu là bọn Việt Cộng giả danh. Cho nên đối với Chen thì Chen rất là rạch ròi, những người lính này giết hại những người dân thường đúng là phải bị lên án, nhưng so với cái tội ác của bọn Cộng sản Bắc Việt hơn 600.000 người trong cải cách ruộng đất và 6.000 người ở trong Tết Mậu Thân thì có đáng cái gì để mà chúng lấy cái vấn đề này ra để mà hãm hại Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh là Mỹ đó. Các bác anh chị thấy tới giờ này mỗi lần mà Trên nhắc về lịch sử, Trên rất là căm phẫn và căm thù cái bọn Việt Cộng. Đó là một cái bọn gian manh và xảo trá, và quý bác anh chị thấy người ta đi ra ngoài chiến trường, người ta cũng mặc quân phục đàng hoàng để chi vậy? Để phân biệt đâu là dân thường và đâu là người đi chiến đấu. Còn đằng này, bọn này nó rất là điếm thúi, nó mặc đồ của dân không à. Để chi vậy? Để nó lấy dân làm lá chắn, để khi mà một anh lính nào đó của Mỹ hoặc là của Việt Nam Cộng Hòa bắn vào một người dân thì nó lấy đó làm một cái chuyện để nó moi móc, nó làm tăng thêm cái tính chất của nó. Nhưng mà trong khi đó người đó là thằng Việt Cộng chứ không phải là dân. Và khi Trang càng tìm hiểu á, Trang càng căm thù cái bọn này, đúng là hèn đó các bác và các anh chị, rất là hèn hạ đó. Lúc mà trong những cái trận chiến nó cũng dùng những cái mưu đồ hèn hạ rồi, cho nên đừng có nói tới vì sao tới bây giờ những mặc dù chiến tranh nó đã qua rồi, nhưng mà tới bây giờ nó vẫn dùng cái bản chất hèn mạt đó đối xử với chính người dân của nó, rất là hèn và điếm thúi, tức là nó tráo trở. Cái này thì cô chú bác các anh chị các em trong nước thì nhìn thấy rõ, quá rõ cái bản chất của chế độ đảng Cộng sản này rồi. Và Chen đem cái vấn đề này là cũng như một lần nữa Chen khẳng định sự thật thì lúc nào cũng là sự thật, và Chen lên án đó, Chen lên án cái vấn đề này, Chen tố cáo, Chen rất là thẳng, và Chen tố cáo cái bọn truyền thông thiên tả, cái bọn mà
tuyên truyền láo của Việt Cộng đã lợi dụng cái việc này để mà hãm hại Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Mỹ đó. Chen tạm ngưng chút xíu, Chen hát cho cô chú bác các anh chị nghe ha. Khi Chen mê nói cái Chen tra tấn cô chú bác các anh chị hơi nhiều. Nhưng mà nói tới vấn đề này thì Chen lúc nào cũng thẳng thắn và Chen giữ lập trường của mình. Lập trường của Chen là gì? Là cái lũ này là một cái lũ đảng cộng sản này, Việt Cộng này là một cái lũ gian manh, xảo trá, điếm đàn và hèn hạ. Chen luôn, Chen chưa bao giờ tìm thấy một cái gì tốt để mà Chen có thể lên chia sẻ với cô chú bác và các anh chị về nó, về cái bọn này cả. Chen chẳng thấy cái gì tốt cả. Từ lịch sử, từ năm 1930, cái tên Hồ Chí Minh nó đã đem cái chế độ đảng cộng sản này về cái đất nước Việt Nam này. Từ đó Chen, từ cái mốc đó mà Chen tới bây giờ Chen chưa thấy một cái gì tốt lành của chế độ này đã đem đến cho người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam hết á. Cho nên nói, có nói nhiều lần, những người ở trong nước, những người mà bưng bô cho chế độ này, hãy đem cái gì tốt đẹp ra để cho chúng tôi thấy đi. Thay vì là mình vào diễn đàn của người khác mình chửi tục không à, vậy thì mình hãy lấy thời gian đó, mình đừng có chửi tục nữa, mình đi tìm những cái gì tốt đẹp của chế độ này đã làm cho người dân và làm cho đất nước Việt Nam ra đi. Chen sẽ sẵn sàng đưa cho cả thế giới này đều biết bọn lãnh đạo này nó tốt với dân cái gì và nó giúp lợi cho ít nước nhà cái gì, hay là nó chỉ là bán nước và hại dân đó. Cô chú bác và các anh chị thấy nhiều người họ không có hiểu được là những cái gì mình đang nói là mình nói vô mặt của cái chế độ đảng cộng sản Việt Nam, chứ không phải mình nói người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam hoàn toàn khác với đảng cộng sản Việt Nam và người Việt Nam, chứ không phải người Việt Cộng đó. Chen rất là rõ ràng và Chen chưa có thấy cái gì tốt đẹp để mà có thể lên để khen nó cả, để có thể khen một tiếng nào cả. Từ cái thời của tên Hồ Chí Minh, Chen càng tìm hiểu lịch sử, cô chú bác và các anh chị, Chen càng căm thù. Chen căm thù cho người dân Việt Nam. Bởi vì thật sự Chen cùng cô chú bác và các anh chị ở hải ngoại, Chen đâu có sống trong nước Việt Nam đâu. Chen đang được hưởng tất cả những quyền lợi của con người, Chen đang sống ở một đất nước tự do và văn minh. Nhưng tại sao Chen phải lên tiếng cho người dân ở trong nước của mình? Là bởi vì người dân ở trong nước đang sống trong một cái nhà tù mà họ không có quyền để nói lên những điều mà họ, mà oan ức của họ, những cái điều mà họ đã căm phẫn bao lâu nay, họ dồn nén, họ nói là không được. Cho nên chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng cho người dân Việt cũng như cho quê hương của mình là như vậy đó, chứ đâu phải mình họ gặp mình á cái họ nói là tụi bay là đồ phản quốc, là đồ bán nước. Cô bác các anh chị nghe nó rất quốc à, nó không có đúng đâu hết trơn á. Chúng tôi lấy đất nước của bạn đi bán hồi nào, phải không? Chúng tôi phản cái gì? Ai là phản? Nguyên một cái đám chóp bu mà đang cai trị của cai trị người dân Việt Nam đó, trong nước nó đang phản đó, tại vì nó đang bắt tay với thằng Tàu đó, tại nó đang bán nước đó. Thì mình chửi thì cũng phải chửi cho đúng, thì người ta cũng thấy ở cái lời chửi mình có lý. Còn nếu mà mình chửi mà vô lý, mình chỉ chửi cho hả cái miệng của mình thôi, phải không? Không có văn hóa và cũng không có một chút xíu gì gọi là cái óc của con người á, chỉ có biết mở miệng ra thì nói bậy và chửi bậy thôi, thì rõ ràng đã chứng tỏ được cái chế độ này là như thế nào rồi. Chị anh sẽ gửi đến cho cô chú bác các anh chị một cái bài hát nữa. Mình hát bài em ha. Chen sẽ hát một cái bài này rất là hay của Trung Quân, bài hát Làng Tôi. Chen chưa từng hát bao giờ và Chen muốn hát cái bài này cho cô chú bác và các anh chị nghe. Làng tôi có cây đa cao ngất đừng xanh, có sông sâu lơ lửng vần quanh êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau,
bóng che du bên mây hàng câu đồng quê mơ màng. Những than ôi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi. Hôm xuân miền quê tôi thầm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về. Quê tôi chìm chân trời mơ xưa, là bao vấn vương tâm hồn người muôn Trên thấy cái bài hát này rất là nhẹ nhàng và rất là dễ thương. Và cô chú bác anh chị, trên thấy có một số các anh chị cô chú bác nào mới vào á, thì có trên có nhìn trên thấy là gửi lời chào trên á, thì trên xin chào cô chú bác và các anh chị các em mới vào ha. Mà trên chia sẻ cái điều này cho các bác anh chị nè, là tất cả những vấn đề này là những người trong nước, chứ không phải là những người ở bên hải ngoại nói ra đâu. Cho nên trên chia sẻ những cái lời nói này của cái anh tên là Trần Bình Yên, nói cho cô chú bác các anh chị trong cái chủ đề của cái phần 1 này đó, cái khôn của người cộng sản. Cô chú bác các anh chị, trên thường nói này, đa số người dân thường chửi rủa cái lũ cộng sản là những kẻ ngu bất tài hèn hạ vô lương sĩ. Nhưng không đâu, 90 mấy triệu dân của Việt Nam tôi ơi, người cộng sản nó rất thông minh. Nhưng mà cái thông minh của một kẻ cướp, họ rất thông minh, đủ sức để mà dối trá lừa bịp chúng ta hơn suốt 40 mấy năm qua trong một cái giấc mộng dài. Người cộng sản còn thông minh hơn những gì chúng ta nghĩ. Cộng sản tự cho mình là chân lý tối thượng, độc tôn trong cái vũ trụ này. Lời họ nói là chân lý. Bởi thế mà từ một ông tổng bí thư cho tới một thằng dân phòng, nó muốn nói sao cũng nói được hết. Trong mắt họ, 90 mấy triệu dân Việt Nam chỉ là những con bò, không hơn không kém, phải tuân lệnh của họ và phải làm theo những gì họ nói. Nếu như không muốn
bị ở tù. Cái sai lầm lớn nhất của người dân Việt Nam là suốt ngày cứ đòi hỏi xin tự do bình đẳng ở người Cộng sản. Cộng sản làm gì có mà xin, mà cho, mà đòi hỏi hỡi 90 mấy triệu đồng bào của tôi. 90 mấy triệu dân Việt Nam không thể thông minh hơn người Cộng sản được. Còn đòi hỏi, còn xin, thì người Cộng sản còn làm ra rất nhiều luật để siết chặt chúng ta hơn và đưa chúng ta vào tù cũng nhanh hơn. Người Cộng sản làm cách mạng không phải là vì dân, mà là vì chính bản thân của họ. Trong cuộc chiến, họ sẵn sàng lấy 2 triệu đồng bào ra thí mạng, mục đích để họ có được cuộc sống xa hoa của đế vương mà thôi. Trong thời bình thì người dân phải làm trâu bò để cung phụng cho họ, phải phục tùng một cách tuyệt đối, không ai được ý kiến ý cò gì hết. Nếu ai dám trái lại thì được ghép ngay vào cái tội phản động chống phá nhà nước. Cái lạ, tổ quốc này là của chúng ta, tự do là quyền của chúng ta chứ đâu phải quyền của người Cộng sản. Tại sao chúng ta phải đi xin ở người Cộng sản bất nhân kia những thứ không thuộc về chúng nó? Tại sao chúng ta phải phục tùng cho một chế độ độc tài thối nát mà không tự đứng lên để giành lấy nó, như chính người Cộng sản kia đã từng giành lấy quyền tự do bình đẳng, quyền người của chúng, trong của chúng ta trong suốt 45 năm qua? Chúng ta còn đợi đến bao giờ, còn xin đến bao giờ thì mới có được tự do và ấm no hạnh phúc đây? Jen rất là cảm ơn những cái lời nói này của từ một người dân ở trong đất nước Việt Nam. Thì cô chú bác và các anh chị ơi, mình đang sống ở bên hải ngoại, nhưng ít nhiều mình cũng nhìn thấy được những người đồng đội của mình vẫn đang âm thầm chiến đấu cùng chúng ta. Tức là họ đã có một cái nhìn rất là sáng suốt, họ nhìn thấu đáo, và Jen lấy điều đó rất là, Jen vui mừng về cái điều đó. Và Jen từng nói với cô chú bác và các anh chị, và Jen chửi cái lũ này cũng y như người dân chửi vậy đó, những cái lũ ngu dốt, bất tài, hèn hạ, vô liêm sỉ và điếm đàn. Nhưng chúng có một cái khôn của chúng. Cái khôn đó chỉ có ở những kẻ cướp mà thôi. Và nếu mà cái khôn này đối với chúng ta là một cái chuyện là như là dục vô sọt rác, cái khôn này là cái khôn điếm đàn, điếm thúi, gian manh và xảo trá, chúng ta không cần nó. Chúng ta không cần một cái loại trí khôn như vậy. Nhưng đối với một cái lũ bất tài hèn hạ thì chúng dùng cái trí khôn này để cai trị người dân và lừa dối, lừa bịp người dân từ năm này qua năm nọ. Và cô chú bác các anh chị thấy không, từ những sau những cái tòa án xử những cái trường hợp này tới trường hợp khác, thì từ từ người dân không cần phải đợi ai nói nữa rồi, cũng không cần phải nói là phản động hay thế lực thù địch gì nữa rồi. Tự người dân bình thường cũng nhìn thấy được nó một thối nát như thế nào, một đất nước không có công lý là gì cả, luật pháp chỉ là luật rừng, và tự cái bọn này nó đặt ra thôi, nó đặt ra cái gì có lợi cho nó thôi. Thì bây giờ cô chú bác các anh chị thấy không, lúc nào cũng mở miệng ra trong những cái cuộc họp của đại hội đảng, cái thằng Trọng Lú lúc nào cũng lên tiếng nói là chúng ta phải triệt để và ngăn chặn những thế lực thù địch. Lúc nào cũng muốn chống phá và lật đổ đảng ta, phải không? Nhưng mà bây giờ cần gì đợi tới thế lực thù địch hay phản động nữa. Một người dân bình thường thôi, họ cũng đủ sáng suốt để mà nhận ra cái bộ mặt của chế độ này rồi. Và cô chú bác và các anh chị thấy như cái anh này nói rất là đúng. Tại sao những cái quyền đó, nó là quyền quyền làm người nè, quyền được hưởng, quyền tự do con người, được quyền mưu cầu hạnh phúc, đó là quyền tự nhiên của chúng ta, mà tại sao chúng ta phải xin, phải xin xỏ? Mà cô chú bác anh chị biết không, mình càng xin xỏ thì nó càng lên mặt, nó là vậy đó. Cô chú bác anh chị thử cái tâm lý của một con người đi. Thí dụ như bây giờ thay vì á mình cái đó là mình xứng đáng được có, nhưng nó dành hết của mình, nó bắt mình phải quỳ xuống xin nó mới cho. Nhưng mà nếu cô chú bác và các anh chị quỳ xuống xin á, thì nó càng leo lên đầu mình nhiều hơn nữa. Cho nên đó là hành động không đúng. Chúng ta là một con người, dĩ nhiên quyền làm người là có sẵn rồi, khi sanh ra là đã có rồi. Nhưng mà tại sao trong cái mà
bản tuyên ngôn nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, của cái tên Hồ Chí Minh đó, mặc dù là những cái lời ở trong cái bản tuyên ngôn là ông ta ăn cắp từ nước Mỹ, phải không? Trong cái bản tuyên ngôn năm 1776 của nước Mỹ, của ông Thomas Jefferson đó, có chú bác các anh chị, thì miễn là ăn cắp, dù cho ăn cắp nhưng ít ra cũng đã đọc lên đây là bản tuyên ngôn của đất nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Con người sinh ra là dĩ nhiên có quyền, phải không? Có quyền được hưởng quyền làm người, được mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà có không? Có vậy không? Cho nên nó đã lừa bịp người dân quá lâu rồi. Và cô chú bác và các anh chị, cái gì mà sống trong sự thật thì nó bền, mà cái gì gọi là dối trá, gian dối thì nó sẽ không bao giờ bền. Cái đó là luật tự nhiên, đó là luật nhân quả tự nhiên. Cho nên mình đừng coi thường luật nhân quả. Đối với cái chế độ Đảng Cộng sản là một chế độ vô thần. Vô thần là sao? Vô thần là chúng không tin vào thần Phật, chúng không tin vào nhân và quả, chúng chỉ biết làm cái gì có lợi cho chúng mà thôi. Cho nên cô bác anh chị đừng coi thường luật nhân quả. Luật nhân quả không ai đặt ra cả. Đức Phật chỉ nêu lên cho người dân thấy cái luật đó nó đã tồn tại tự nhiên trong một con người rồi, trong một cái xã hội, trong một cái đời sống của một kiếp người, chứ không phải ai mà đặt ra cái luật nhân quả cả. Nhân quả là chuyện có sẵn và không ai thoát được cái luật đó cả. Tại sao mình thấy một cái hạt mình gieo nó nhỏ xíu à? Đó là cái nhân, nó nhỏ xíu à. Mà tại sao khi nó ra cái quả thì một trái dưa hấu bự gấp cả ngàn lần cái hộp đó. Đó, cho nên đừng xem thường cái nhân nó nhỏ, đừng xem thường nó. Cho nên tất cả những tội lỗi dù lớn hay nhỏ gì, tới một ngày nó cũng sẽ có một cái quả tương xứng với cái nhân mà chúng tạo ra. Cho nên cái nhân chúng tạo là một sự dối trá và lừa bịp người dân từ đầu tới bây giờ. Và cái ác nữa là chúng đem cả sinh mạng của đồng bào của mình ra để mà thí mạng, để giữ gìn cái chế độ Đảng Cộng sản này. Đó là một tội ác và đó là tội đồ của dân tộc, chứ không phải là mình ngồi đây mình đi bưng bô nó. Là rõ ràng mình không còn một chút xíu gì suy nghĩ của một con người nữa rồi. Bao nhiêu triệu xác của đồng bào của mình đã đem ra thí mạng để đổi lại cái gì? Đổi lại một cái đảng cướp nó đang ngồi cai trị người dân mình thì đáng không? Cô chú bác và các anh chị, Jen rất là cảm ơn ít ra các anh ở trong nước cũng có những cái lời quá hay quá đẹp này để mà Jen có dịp chia sẻ với cô chú bác và các anh chị. Chúng ta cũng để mình hiểu được thêm là ít ra ở trong nước đó cũng có rất nhiều đồng đội của mình, mặc dù họ đang bị bắt bớ, họ không có lên tiếng được. Và Chen chia sẻ thêm một cái ý kiến nữa của một em rất là trẻ. Hồi nãy là Chen vừa chia sẻ ý kiến của một người thanh niên, và bây đây là một cô bé đó, tức là người thiếu nữ. Tôi sinh ra giữa lòng cộng sản, tôi lớn lên giữa khô cằn sỏi đá của miền Trung. Quê tôi nằm bên trong Vĩ Tuyến, nhưng là cái nôi cách mạng ngày xưa. Tôi không biết Mỹ Ngụy là cái gì, cũng không biết Việt Nam Cộng Hòa là cái gì, cũng chưa bao giờ biết sự phồn hoa của đô thành Sài Gòn một thời mà ông Lý Quang Diệu hằng mơ ước. Tôi không học nhiều, nhưng thời học sinh của tôi là cháu ngoan của bác Hồ, là đoàn viên ưu tú dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Ngày xưa tập thơ gói đầu của tôi là theo chân bác. Tôi vẫn cứ yêu đảng yêu bác cho đến chết nếu mà Facebook không du nhập vào Việt Nam. Tôi đã được mở rộng tầm mắt. Từ đó tôi biết những gì tôi học, những gì tôi bị nhét vào đầu là dối trá. Dối trá một cách trơ trẽn. Chỉ cần đặt một câu hỏi thôi, một ví dụ nhỏ thôi. Nếu xã hội chủ nghĩa là thiên đường thì tại sao những du học sinh con cháu của lãnh đạo nó không qua Trung Quốc hay là qua Bắc Triều Tiên để học? Tại sao con cháu của những vị tướng lừng danh như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Quốc Thước thì lại chọn Pháp và Mỹ để sống mà không phải là Việt Nam? Tại sao Nguyễn Công Khế, Hồ Thị Thu Hồng một thời chửi Mỹ hay hơn là
chửi hay hơn là hát nữa, thì cuối cùng lại chọn nước Mỹ để định cư. Nhiều lắm, nhưng tại sao không thể nào có thể kể hết được. Cuối cùng tôi muốn hỏi hơn 90 triệu dân Việt Nam, ai đã được từng cầm một cái lá phiếu nào để bầu lãnh đạo, để thể hiện quyền của một con người chưa? Tôi lưu lạc khắp nơi để chỉ nói lên điều mình thấy. Tôi viết những điều mình biết. Tôi đủ lớn và cũng đủ già để chịu trách nhiệm với những gì mình viết và nói ra, không liên quan gì tới người thân của tôi cả. Vì thế, đừng có chơi trò đe dọa. Đừng có chơi trò đe dọa tôi. Đời người một lần sống và một lần chết, bình tĩnh đối mặt thôi. Đó là những lời chia sẻ của một em rất là trẻ tên là Thúy Miên. Jen vừa chia sẻ một người nam, một người nữ, để cho cô chú bác thấy là cái tư tưởng của họ, cái ý chí của họ và cái suy nghĩ của họ, của giới trẻ bây giờ ở sống trong đất nước Việt Nam như thế nào. Những cái câu hỏi em đặt ra mặc dù rất đơn giản, thì cô chú bác anh chị thấy nếu mà xã hội chủ nghĩa là một thiên đường đó, thì tại sao phải đem con cái của mình, tức là những cái thằng con cháu cha đó, đi qua nước khác để mà sống? Tại sao không sống ở thiên đường của mình đi? Hay là sao không đi qua bên Bắc Hàn hay là bên Tàu Cộng để mà du học? Tại vì đó là những thiên đường xã hội chủ nghĩa mà. Tại sao đi qua Mỹ? Tại sao đi định cư ở Pháp? Đó. Tại sao phải đi qua Úc, qua Canada? Tại sao không ở cái thiên đường đó? Đó, một câu hỏi rất đơn giản thôi, cô chú bác và các anh chị. Rồi những người miệng mồm chút lúc nào cũng chửi rủa Mỹ, phải không? Rồi lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu những thế hệ trẻ là căm thù Mỹ. Nhưng tại sao lại cuối cùng lại đi mua nhà, mua cửa ở bên Mỹ, rồi đem tài sản qua Mỹ để cho vợ con mình hưởng thụ ở đây? Rồi mình có cơ hội đi qua đi lại để hưởng, để ăn sung mặc sướng. Lạ vậy, tại sao không ở cái xứ thiên đường đó? Mà tại sao lại bắt hơn 90 triệu đồng bào sống trong cái thiên đường này? Quả là ác độc. Đối với Chen, quả là tàn nhẫn và tàn ác cái chế độ này. Chúng ta sẽ không bao giờ kể hết ra được. Hôm nào Chen sẽ dành riêng một buổi để mà nói hết những cái gọi là trơ trẽn, những cái rất là nghe rất là vô lý và trơ trẽn, nhục nhã nữa. Cô chú bác và các anh chị, rất là nhiều người miệng mồm thì chửi Mỹ ngụy dữ dội lắm, nhưng mà xè tay thì nhận tiền đô, lại thích tiền đô, chửi Mỹ nhưng thích tiền Mỹ, phải không? Nhục mạ Mỹ, chê nước Mỹ này, chê nước Mỹ nọ, tuyên truyền dối trá để người dân thấy là thấy chưa, chỉ có thiên đường xã hội chủ nghĩa mới được như vậy vậy nè, thấy nước người ta không? Nó đánh lộn, nó biểu tình hoài nè, thấy chưa? Lúc nào cũng lôi những cái xấu của nước Mỹ ra để nói, nhưng mà đại đem con cái đi qua Mỹ ở. Thì quý bác các anh chị thấy tụi nó hèn, thấy không? Hèn dữ lắm, nó xạo dữ lắm, nó láo dữ lắm. Cho nên rốt cuộc thì cũng chỉ có đồng bào của mình là khổ nhất, là phải gánh chịu nhất. Và cô chú bác và các anh chị biết tại sao mà chúng mặc dù miệng thì chửi rủa Mỹ nhưng vẫn phải đem tiền qua Mỹ không? Tại sao vậy? Phải không? Tại vì sao? Tại vì cái thiên đường này nó không có giữ tiền được, nó không có an toàn. Tại vì nó không biết nó bị xử ngày nào, nó không biết nó bị cướp ngày nào. Cũng giống y như là giữa đêm nó xông vô nhà người ta nó cướp vậy đó. Cho nên nó cũng sợ là một giữa đêm cũng nó cũng bị cướp giống vậy. Cho nên nó lo sợ lắm. Nó có cướp được bao nhiêu nó đem đi nước ngoài hết trơn rồi. Chúng cái bọn lũ Đảng Cộng sản á, nó luôn sống với một cái tâm lý vậy đó, cô chú bác và các anh chị. Bởi vì những cái gì nó làm là bất thiện, nó không có lương thiện, cho nên nó sống, nó ăn không ngon, nó ngủ không có yên đâu. Là tại vì nó cũng sợ một ngày nào đó nó cũng bị cướp, nó cũng bị thanh trừng giống vậy đó. Ngày nay thằng này chết, không biết ngày mai tới thằng nào. Ngay cả trong nội bộ của nó còn không tin nhau được, mà nó phải đấu đá nhau hàng năm như vậy. Tới kỳ đại hội đảng nào cũng sẽ có đứa chết. Cho nên có cái gì mà vững vàng ở đó? Không có cái gì vững ở đó. Nếu vững thì tại sao phải đem tiền đi nước ngoài? Nếu vững tại sao không có chôn trong căn nhà của mình đi? Đó, quý bác anh chị thấy cái điển hình là ông cụ
Lê Đình Kình đó, bao nhiêu năm tuổi đảng, tuổi đảng còn sắp xỉ tuổi đời, nhưng rồi làm sao trung thành với đảng, nửa đêm vào cho vài viên đạn giết chết, có cái gì mà ổn hả cô chú bác và các anh chị? Không có cái gì là bền hết á. Ngày nay giết người này không biết ngày mai tới thằng nào. Đó là cái thiên đường xã hội chủ nghĩa là như vậy đó. Cho nên bây giờ ít nhiều á, cô chú bác anh chị thấy không, người dân cũng sáng suốt nhìn ra hết rồi, và khó mà gạt được người dân bây giờ lắm. Giống như một em bé này mới nói, nếu như không có Facebook thì tôi sẽ tiếp tục bị gạt. Và quý bác anh chị Trang thường nói Google, Facebook, Twitter, tất cả những cái trang mà mạng truyền thông đó, thì đặt một câu hỏi nè, ai tạo ra đó, Trang đặt câu hỏi là ai tạo ra những cái trang truyền thông này? Mỹ, phải không quý bác và các anh chị? Phải không? Chửi Mỹ, rủa Mỹ, nhưng cuối cùng cũng phải xài đồ Mỹ. Và chính cái đồ đó đã tố cáo bọn chúng, bởi vì nó không xài cũng không được. Bây giờ nói Phúc Niễn mà cầm cái điện thoại của tàu sản xuất thì nó hơi kỳ, phải không? Ít ra tao cũng là thủ tướng ở đất nước mà bắt tao xài đồ Trung Quốc mày, tao phải xài đồ Mỹ chứ. Rồi Trọng Lú xài gì? Ra iPhone 11 là dớt iPhone 11, ra iPhone 12 là dớt iPhone 12 liền. Nhưng mà của ai vậy? Của Mỹ. Miệng mồm thì bắt nói dân, nói xấu Mỹ, căm thù Mỹ, nhưng mà không có đồ Mỹ xài thì không chịu nổi. Chứ giờ không lẽ đi mua điện thoại tàu qua xài đó, quý bác anh chị thấy đi. Rồi nội mà lái xe cũng vậy, lái mấy chiếc xe hơi của tàu nó nhập qua đi, hay là muốn chạy những cái xe Mercedes đồ của Mỹ hay gì nhập qua Mỹ, của Đức đồ này nọ, phải không? Nó là vậy đó quý bác anh chị, nó xạo lắm. Trang thấy mắc cỡ cho cái lũ lãnh đạo, gọi là lãnh đạo đó, cái lũ cai trị này nhiều cái nó xấu hổ lắm, mình nói ra nó nhục nhã lắm, nó không biết chui chỗ nào mà trốn nữa. Và miệng mồm, các bác anh chị thấy đi chỗ nào cũng thấy có những cái bia căm thù, phải không? Chỗ này là bia căm thù, là ngàn ngàn sẽ đời đời sẽ nhớ tội ác của Mỹ đồ chỗ đó, thấy không, lập ra những cái bia. Nhưng mà tới khi mà cần á, bắt đầu mở miệng ra là ôi trời ơi, cái mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã có từ thời của Hồ Chí Minh, nó là vậy. Nó xạo lắm cô chú bác và các anh chị. Y như là Trang đã từng chia sẻ trong cái buổi livestream mà chúng ta sẽ không bao giờ hòa học hòa giải vậy đó. Khi mà nó cần thì nó mở miệng, nó nói là khúc ruột ngàn dặm, và lúc nào cũng là kiều bào là hơi thở, phải không? Nhưng mà khi mà nó trở mặt cái nó chửi là bọn phản động lưu vong tụi bay liền. Nó nói vậy đó cô chú bác các anh chị, không có gì tin được cái đó. Em mới nói là cái xạo thì làm sao bền được, giả dối thì làm sao bền. Bây giờ nội nè, hai người yêu nhau thôi, coi bác anh chị, mình nói một vấn đề nhỏ trong tình yêu thôi. Bây giờ nếu mình yêu nhau, mình đến với nhau, mình lừa nhau, mình bền không? Đó, bền được không? Nó sẽ có trong thời gian ngắn mà thôi. Ví dụ như bây giờ hai người mình dối nhau nhiều quá, tại sao từ đầu mình không nói thiệt đi, phải không? Không ai hoàn hảo đó, anh cứ nói thiệt cái gì xấu của anh, em cứ nói thiệt cái gì em xấu. Rồi mình, nếu mình thương thì mình sẽ chấp nhận đó, rồi mình sửa nó, mình không có lặp lại những cái xấu đó nữa. Nhưng mà cái này sao? Khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu một mối quan hệ là chúng ta đã lừa nhau rồi, nó dối trá đủ điều hết, thì sao bền không? Một ngày nó sẽ lòi ra thôi, và sẽ mất tất cả. Lòng tin cũng mất, mối quan hệ cũng mất, rồi nhìn nhau như kẻ thù. Đó là vậy đó các anh chị, lòng tin nó quý dữ lắm, một khi nó mất rồi thì khó mà kiếm lại được. Và cái chế độ đảng cộng sản này bây giờ những gì nó có được là một cái sự khinh bỉ của cả thế giới. Tao nhìn vô tao hỏi mày là cộng sản đúng không, mày là cộng sản là mày xạo, tao không tin mày được, không có gì tao tin mày được hết trơn á, tại vì mày đã làm tao mất lòng tin rồi. Giống như nói một đứa bé chăn cừu cũng vậy, nó muốn giỡn, nó muốn lừa, nó cứ la lên là có sói, nó làm cho người dân phải chạy tới. Tại nó sợ, người ta sợ là chó sói ăn cái đàn cừu của nó. Rồi nó cười há hả hả, nó mừng quá, nó lừa được người ta. Nó lừa được lần thứ mấy? Tới lần thứ ba thôi. Tới hồi lúc đó có chó sói thiệt, nó có la lên khàn cổ, người ta cũng không thèm tới. Thế là đàn cừu nó bị chó sói ăn hết. Là không tin nữa. Mà có thể gạt con người được bao lâu? Và người Việt Nam cũng vậy. Quý bác anh chị, bây giờ người Việt Nam mình đã vào cái thời đại của thông tin rồi, phải không? Có đủ thứ internet đâu, chứ đâu phải như thời hồi xưa. Hồi xưa là thời không được đến trường, không được biết cái gì hết á, cho nên nó lừa mình được. Cho nên nếu mà nói thời buổi này mà còn để bị lừa
thì rõ ràng chúng ta đã sai lầm quá lớn. Ngay cả các em nhỏ xíu vậy mà còn nhận ra được cái chế độ này, mặc dù cũng y như chang thôi, cũng bị nhồi sọ một thời gian, cũng cấm thù Mỹ vậy, nhưng mà bây giờ các em đã nhìn ra sự thật rồi. Ai mới là kẻ thù của chúng ta? Kẻ thù của chúng ta là cái bọn bán nước hại dân, đó mới là kẻ thù của chúng ta, chứ không phải là người dân Việt Nam, người nào lên tiếng, người nào bị mang cái mảng phản động đó, là nói là đó là kẻ thù là không đúng. Cô chú bác các anh chị cũng còn nghe Chanh rõ ha. Chanh hát bài nữa đã, rồi Chanh chia sẻ tiếp với cô chú bác các anh chị nghe. Chanh hát cái bài hát này rất là dễ thương, Chanh chưa hát bao giờ. Cái bài có cái tựa là Mùa mưa đi qua. Để coi sáng tác của ai đó, của Hà Phương. Chanh mời quý bác các anh chị nghe cái bài này lần đầu tiên nè. Chanh mới lục ra được cái bài này. Về nhà em mưa lất phất.
mắt mưa bay. Con đường buồn hun hút đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao. Bài hát này dễ thương ha cô chú bác, các anh chị, cái này tặng cho các anh chị yêu đang yêu nhau đi dưới mưa được á. Cho anh có một cái câu chuyện nhỏ này cho anh chia sẻ với cô chú bác và các anh chị, và cho anh thấy rất là hay. Cho anh tìm hiểu khi mà cho anh cũng thích học ở bên tâm lý con người lắm. Và giống như khi mà bây giờ cho anh thí dụ đơn giản đi, bây giờ cho anh với chị của cho anh đó, hai người mà gây lộn với nhau đi, anh nghĩ đơn giản thôi. Rồi khi mà chị của Chen ngồi nói blah 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 hoài vậy đó, thì Chen im lặng, Chen không có nói nữa, Chen không nói cái gì hết, Chen không phân bua gì hết, Chen để cho chị muốn nói gì nói. Thì quý bác anh chị rõ ràng khi mà mình im lặng á, thì họ sẽ càng tấn công mình. Đó là tâm lý bình thường của con người, là tại sao họ nghĩ là mình có lỗi, mình không có dám phản biện lại. Và họ cứ tiếp tục nói, tiếp tục hoài giống như vậy. Và nếu mà Chen không có nói em đâu có làm như vậy, để mình phản biện lại cái lời của chị mình, vu khống mình ví dụ vậy, thì mình im lặng, cái họ nghĩ là ồ vậy là mình có lỗi thiệt rồi, mình không dám nói gì hết trơn á. Đó là tâm lý bình thường của một con người với nhau đó mà. Nhưng mà quý bác anh chị, trong một cái xã hội á, nếu mình sống trong, mình là một con người trong xã hội á, nếu mà mình im lặng trước những bất công hoài đó, thì có thể họ sẽ giết bạn một cách rất là bình thường. Tức là mày chịu thiệt á, và mày nhu nhược, mày yếu hèn, mày không dám đứng lại chống lại tao phải không, là có thể bạn sẽ bị giết và mất tính mạng nếu như bạn im lặng trong một cái xã hội của một cái chế độ gọi là độc tài toàn trị. Cho nó nhìn thấy rất nhiều người bị ức hiếp, và ở trong cái đất nước của thằng Tàu Cộng đó, cô chú bác và các anh chị, chúng ức hiếp người dân. Và ngay cả trong trường học, cho nó thấy một cái video, cái thằng đó nó tự giống như là nó cho nó là giống như trưởng lớp đi, và nó đứng nó sỉ nhục một người bạn trong lớp, và người đó rất là hiền, cậu đó rất là hiền, không nói gì hết trơn á, và mới đầu nó chỉ chửi thôi. Rồi sau đó cậu đó vẫn nhịn, và tiếp theo nó sẽ lấy tay nó tán vô mặt người đó. Và càng ngày nó sẽ tăng lên, nó tăng cái mức độ xúc phạm lên. Và Chen đã từng thấy nó tán vô mặt cái em đó xong, rồi bắt đầu em đó vẫn nhịn, tại vì quá hiền, hiền hậu quá, không có muốn là tấn công lại hay là phản biện lại. Thì bắt đầu nó không dùng tay nữa, nó lấy tới cây và nó quất túi bụi vô người của em đó. Cho đến khi những người xung quanh thấy bất bình và chịu không nổi, và đã lên tiếng binh vực cho các em đó. Và cô chú bác các anh chị thấy không, nếu chúng ta im lặng trước những bất công, thì chúng sẽ tăng cái mức độ mà ức hiếp chúng ta lên, chứ chúng không có một cái tấm lòng gọi là thấy mình nhịn thì chúng nhịn đâu. Đó là những kẻ tàn ác, đó là những kẻ độc tài, và đó là những cái sự thật đang xảy ra ở trong đất nước Tàu Cộng cũng như đất nước Việt Nam của mình vậy. Cho nên đã từng thấy rõ rất nhiều người cũng rất hiền, giống như các em bé học sinh là con gái đó. Cho nên đã từng thấy là em bé đó đã bị súng 3-4 đứa lại và tấn công cái em bé đó không có phản kháng gì cả. Mới đầu chúng chỉ xô ngã em thôi, nhưng cái em đó đã hiền và nhịn, cũng không kêu la kêu cứu gì cả. Nó sẽ tấn công tiếp tục, nó sẽ cởi áo, cởi đồ ra luôn. Và nó càng ngày, cái mức độ nó càng tăng lên trong cái xã hội như vậy đó. Trên kể câu chuyện này coi cho bác anh chị nghe. Trong cái một cái tác phẩm này được viết năm 1974, mà Chen không còn nhớ nó rõ nữa. Và Chen nhớ cái cô đó tên là Marina. Đây là một cái tác phẩm mà giống như cuộc thử nghiệm về lòng tin của một con người.
thì cái cô Marina này mới bảo với khán giả rằng cô sẽ không cử động gì cả, không chống cự trong suốt 6 tiếng đồng hồ, và khán giả xung quanh muốn làm gì cô cũng được. Rồi cô đặt 72 thứ khác nhau trên bàn, tức là những cái món rất nhẹ nhàng, vui tươi, giống như là kẹp tóc, bông hoa rồi thôi, giải lụa thôi, cho đến những cái món hàng có thể gây thương tích và đau đớn, như là những cái gai, rồi những cái roi da, hoặc là cái kéo, hoặc là những cái dao mổ, hoặc là những cái cây súng đã lên nòng rồi. Thì cô bác các anh chị, đây là một cuộc thử nghiệm về lòng tin của con người. Và cô nói cô sẽ im lặng trong vòng 6 tiếng đó, và khán giả tùy ý muốn sử dụng 72 món trên cái bàn đó, muốn dùng cái gì cũng được. Mới ban đầu á, khán giả rất nhẹ nhàng, cô chú bác và các anh chị, họ rất nhẹ nhàng, họ còn nhút nhát nữa, họ không dám đến gần của cô nữa. Nhưng từ từ thì bạo lực càng tăng lên khi mà cô ta vẫn đứng im để cho họ làm. Và một cái bài học kinh nghiệm mà cái cô Marina này học được á, nếu như mà bạn để mặc sự quyết định cho người khác thì họ có thể giết chết bạn. Thì cô đã nói lúc đầu tôi cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì họ dùng kéo bắt đầu cắt quần áo của tôi ra đó, họ muốn khỏa thân tôi ra. Rồi từ từ họ mới lấy những cái cây gai, họ ghim vào bụng của tôi và ghim vào ngực của tôi để cho chảy máu ra. Rồi họ nhục mạ tôi, có những người đã lấy súng để chĩa vào đầu tôi, và những người khác đã cản nó, tức là không có muốn là tới cái chuyện là bóp cò đó. Và cô chú bác và các anh chị, một cái tác phẩm đó cho anh đọc được, nó dạy cho chúng ta một bài học rất lớn. Khi mà chúng ta im lặng để cho mặc định cho những người xung quanh, họ sẽ tăng dần cái sự hung hãn của lên. Và sau 6 tiếng đồng hồ đó, như cái kế hoạch đã định, thì cái cô Marina đó đứng dậy và bắt đầu đi về phía đám đông. Thì với cặp mắt cô rất căm thù, tức là cô nhìn cái con người nó càng ngày nó càng tăng cái độ ác lên đó, cô chú bác và các anh chị, thì họ bỏ chạy. Và họ sợ đối đầu với cô, bởi vì họ sợ cô bắt đầu lôi tội của họ ra. Và họ được cái quyền, đã được quyền chọn cái cách đối xử với người đàn bà đó. Và họ đã chọn những cách vô nhân đạo nhất để mà nhục mạ cái cô gái đó. Và họ biết, tại vì họ thừa biết là cô ta nói là sẽ không có chống cự. Và họ biết là những cái dao, con dao và cái cây gai đó, nó sẽ làm cô đó đau. Và họ thử thách coi, họ nghĩ là tao làm mày đau thử coi, mày nói mày không chống cự, mày chịu nổi không? Cho nên cái mức độ tàn ác của con người nó tăng lên. Đó, các bác anh chị thấy. Và họ đã chọn những cách tàn bạo nhất, và cả cơ thể của cô đều chảy máu, đều chảy máu ra. Cái tác phẩm đó nó đã đem đến một cái ý nghĩa bài học rất là lớn về cái gọi là lòng con người. Và cô cho bác và các anh chị thấy, cái câu mà Jen muốn kết cho cái bài học đó đó, là khi mà chúng ta giao cái sự, chúng ta mặc định á, là chúng ta giao cái sự quyết định cho người khác trên cái sinh mạng hay cũng như là cái cá nhân của mình á, thì có thể cái mức độ tàn nhẫn nó sẽ giết bạn rất dễ dàng. Và cô chú bác anh chị thấy á, và những người không có dám đối đầu với sự thật á, khi mà cô này sau 6 tiếng cô đứng dậy và cô nhìn thẳng vào đám đông, những người mà mới vừa ghim những cây gai vô cái thân người của ta đó, thì họ chạy hết trơn à. Họ không dám đối mặt, bởi vì họ biết là họ đã gây ra những cái tội đó. Nhưng mà khi cô ta mạnh mẽ đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt họ, thì họ chạy. Cho nên cô bác anh chị thấy không, nếu chúng ta để yên cho họ, chúng ta để cho họ làm bất cứ cái gì họ muốn, thì họ sẽ giết chúng ta rất là dễ. Cho nên nếu mà Chanh đang nói về vấn đề chúng ta hèn đó, chúng ta hèn nhát và nhu nhược đó, thì người khác sẽ đạp đầu lên chúng ta. Bởi vì sự hèn nhát và nhu nhược đó, chúng ta im lặng cam chịu, thì người khác sẽ thèm xem thường mình và chà đạp, thậm chí sẽ giết chết mình. Cũng chính vì sự hèn nhát và nhu nhược và im lặng của chúng ta,
cũng như trong một cái xã hội loài người, nếu như từ một người rồi tới 10 người rồi tới 100 người tới 1.000 người rồi tới cả bao nhiêu triệu người vẫn im lặng trước những cái ác, thì cái ác nó sẽ quay trở ngược lại và nó sẽ giết chúng ta, là như vậy đó. Trang rất thích đọc những cái câu chuyện mà nó có ý nghĩa, nó dạy ra những cái bài học rất là lớn, mà Trang rất là thích chia sẻ với cô chú bác và các anh chị. Chúng ta đang sống, nếu mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội độc tài và chúng ta đã giao cái quyền, tức là họ nắm luôn cả sinh mạng của mình, thì hôm nay nó giết mình hay ngày mai thì mình không biết. Cho nên không ai có quyền mà nắm sinh mạng của mình trong tay họ cả, chỉ có chế độ độc tài thôi. Cho nên cô chú bác các anh chị, cho nên nói ra những cái câu chuyện này ít nhiều, cho nên cũng mong được các bạn ở trong nước hiểu được rằng chính sự nhu nhược và hèn nhát nó sẽ giết chết chúng ta. Bởi vì chúng ta đã để cho những kẻ xấu, chúng ta giao tất cả quyền cho những kẻ xấu quyết định trên cái sinh mạng của mình, trên cái cuộc đời của mình, trên cuộc sống của chính bản thân mình hay là gia đình của mình đó. Thì rõ ràng cô bác anh chị thấy bây giờ cái chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như là đảng cộng sản nó đâu có còn trên cái thế giới này bao nhiêu nước đâu, nó còn lại, còn sót lại những cái cặn bã này. Và Chen tin rằng trong cái giai đoạn lịch sử này, chính nghĩa sẽ tiêu diệt được những cái tà quyền này, cái tà ác này. Chứ thôi là Chen từng nói đó, ngày nào mà nước Việt Nam mà còn cái chế độ này thì dân sẽ còn khổ triền miên là như vậy. Bữa nay là giết người này, ngày mai là giết người khác, mà rất là bất công. Làm gì có công lý mà đi đòi. Cho nên cái vụ qua cái vụ mà nhà gia đình của cái ông mà Lê Đình Kình á, các bác anh chị, Chen không muốn lên tiếng cho điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ông ta, cả nhà của ông ta là rất trung thành với đảng. Đó là một bài học cho những kẻ đã trung thành làm bề tôi của cái chế độ đảng cộng sản này. Và đó là cái giá phải trả cho sự trung thành sai lầm. Bởi vì ngày xưa cũng cùng với đảng đi cướp chính quyền, cũng ngày xưa cũng cùng với đảng đi đàn áp dân, thì bây giờ bị cướp lại, đó là nhân quả. Đó là một bài học để cho tất cả người dân nhìn thấy được là bây giờ sống với một cái chế độ xã hội chủ nghĩa này, chúng ta có trung thành thì chúng ta cũng chết, không trung thành thì cũng sẽ chết. Chỉ không biết là hôm nay ngày này, ngày mai thì tới thằng nào thôi. Nó là như vậy, không có cái gì là chắc chắn. Và con người sẽ sống trong lo sợ, cứ sợ hãi mãi từ cái đời của con mình, cái đời mình rồi tới đời cháu của mình, cứ vòng vòng như vậy. Và Chanh mong là cái thời gian 75 năm trên cái bọn đảng cộng sản này nó cai trị trên đất nước Việt Nam đã là quá dài và quá đủ. Có thể đã tới lúc người dân phải nhìn ra sự thật. Và cô chú bác các anh chị, nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam, và cái cuộc sống của người Việt Nam là nằm trong tay của họ, chứ không phải nằm trong tay của cái lũ cai trị đảng cộng sản này. Và Chanh lên tiếng cho những bất công, những thối nát trong cái xã hội Việt Nam. Nhưng mà sự thật là Chen đâu có đang sống trong xã hội đó đâu. Cho nên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây thì cũng là người đồng bào của mình đang phải chịu đựng cái chế độ này, đang sống trong cái nhà tù này. Thì ít nhiều mọi người cũng phải nhận ra được tại sao chúng ta phải bị sống như vậy. Đó là một câu hỏi ai cũng phải hỏi. Tại sao chúng ta không được như những người công dân của nước khác? Tại sao chúng ta như em bé này nói, em bé này hồi nãy nói là có bao giờ từ ngày tôi sinh ra tới giờ tôi có được cầm một cái lá phiếu nào đi bầu chưa? Các bác anh chị, một câu hỏi rất đơn giản. Tại sao mình không có những cái quyền đó trong khi mình là một công dân? Phải không? Mình phải được bầu cái người mà mình cho là có tài có đức lên lãnh đạo chứ. Nhưng mà người dân có được cái quyền đó không? Đâu có. Bởi đó là chế độ độc tài. Mà tại sao mình phải sống trong chế độ độc tài? Mình hoàn toàn được, xứng đáng được hưởng, mình được sống như bất cứ người công dân nào trên cái đất nước tự do, dân và văn minh như Chen đang sống đây. Tại sao mà các bạn không muốn sống như vậy? Là tại vì các bạn đang sống trong một nhà tù của đảng cộng sản, cho nên mới bị như vậy. Và Chen biết là thời gian nó qua rất là nhanh, Chen sẽ hát cho cô chú bác các anh chị nghe và Chen ngưng chút xíu. Chen sẽ quay lại cái phần 2. Chen cố gắng làm cho nó bớt thời gian lại để cho đỡ mệt mỏi cho những cô chú bác lớn tuổi. Chen rất là thương. Và thà nếu mà cái gì Chen chưa nói hết bữa hôm nay thì Chen để dành cho thứ năm hay thứ bảy vậy. Chứ nếu mà Chen ráng nói hết thì nó quá dài. Có rất nhiều chuyện chia sẻ với cô chú bác và các anh chị.
Bây giờ Trang sẽ hát một bài rồi mình nghỉ giải lao chút xíu rồi mình sẽ quay lại phần 2 ha. Trong cái phần 2 Trang muốn chia sẻ với cô chú bác các anh chị một cái điều này. Một cái câu hỏi Trang đặt ra là tại sao cái chế độ Đảng Cộng sản này chúng luôn sống trong sợ hãi? Sợ ai? Tại sao chúng luôn sợ những cái từ phản động và những thế lực thù địch? Đó, cô chú bác các anh chị mình phải ngồi chia sẻ với nhau vấn đề này. Tại sao chúng luôn sợ những người mà gọi là lúc nào trong các cuộc họp chúng ta phải triệt để theo dõi đó và ngăn chặn những thế lực thù địch, phải không? Thì tại sao? Tại sao cái chế độ này lúc nào nó cũng sợ cái chữ phản động và thế lực thù địch vậy? Một chút xíu trong cái phần 2 mình sẽ chia sẻ điều này ha. Bây giờ cho anh sẽ hát cho cô chú bác các anh chị nghe một bài nữa. Anh sẽ hát một bài nhạc thính phòng. Cho anh sẽ hát cái bài Bản Tình Cuối của Ngô Thị Miên ha. Lâu lâu cho anh lục ra những cái bài xưa ơi là xưa hát cho cô chú bác các anh chị nghe nè.
ta biết tình là đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Ta vẫn yêu hồn, ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó lâu lâu trên lục ra bài hát này hay quá chứ. Hát mà trên giống như trên hòa vô cái tiếng nhạc với cái lời nhạc vậy đó. Trên mong là cô chú bác anh chị cũng có cảm nhận vậy, tại vì cái bài hát nào trên cũng muốn thả hồn như đó để mà gửi cái tình cảm đến cho cô chú bác và các anh chị, chứ không có đơn giản là mình nghe nhạc. Mình nghe nhạc là một chuyện và mình thưởng thức nhạc nó là một chuyện nữa, cho nên trên vừa nghe vừa thưởng thức và vừa gửi cái tình cảm của mình đến cô chú bác và các anh chị nữa. Trên rất thương cô chú bác và các anh chị và các em tận cái đáy lòng của mình. Trên không có tiếc gì thời gian, trên bỏ ra, trên biết là nó có khi dài quá trời và trên làm mệt cô chú bác và các anh chị, trên cũng biết nữa, nhưng mà có khi trên nói vấn đề đó mà nó chưa hết á, trên rất là khó chịu, cho nên là vậy, cho nên nó kéo ra nông nổi, có khi nó dài quá. Cho nên trên cố gắng bây giờ trên tạm ngưng chút xíu là cho nó chia ra hai phần, chứ nếu mà trên ngồi tiếp tục nữa nó thành một cái đoạn rất là dài và làm mệt mỏi của chú bác và các anh chị. Chút xíu nữa mình gặp lại trong phần 2 nha, trên rất mong gặp lại tất cả các chú bác các anh chị. Trên sẽ chia sẻ một cái vấn đề giống như trên vừa nói và trên sẽ hát tiếp tục cho cô chú bác các anh chị nghe. Và trên xin chào tạm biệt, chút xíu nữa mình gặp lại nha.